em. Rồi, thời gian trận bán kết là 50 phút nha. Các bạn không liên quan quay lòng đứng lùi lại một hai bước thì mình đi. Đánh ra lại chìm sầu hèn. Lại chìm sầu hèn. Ai trước anh? Đi lại trước, đi lại đánh đài. Mày tưởng mày xin lịch mày ngon mà 20 xin lịch là mày super luôn á, super đẹp đó. Quay lại Đức ơi, ngủ nhất Đức ơi. Ngủ nhất vậy sáng nay quay tiếp.
Không, trước anh nghĩ là má con ác này cũng nhanh. Nhớ lại thì sập phá là. Chỉ có đi lên một bài á. Chúng ta sẽ tương tác luôn rồi. Chết hình công. Hết dead inside. Má làm dùm luôn. Hết dead inside. Dead inside vô. Quá trời dốc. Má chuẩn bị chỉ tay hay vui suy nghĩ. Chỉ tay được. À, xì chứ rất là xì súp bờ. Chỉ tay rồi, chỉ tay rồi. Còn Linh chỉ U, Linh chỉ F. Tụi Linh hàng đầu tại không quanh tới. Nghe xong tèo quá cái lòng. Anh có mấy cái DDR không? Có một đường không? Anh có mấy cái DDR không? Được quá, bệnh tình kìa mai. Các ta không cần phải reset điểm luôn á. Thôi mà. Cái gì? Mim Harry Potter let him rest. Không, mim của The Simpsons. Star, he already dead. No, Star, he already dead. What is this? That's the Orcus player looking at the Spider player. Quay tay mà công kênh chứ. Rồi, lấy đi. Tại vì Sĩ Đức mặc cái áo á, là nhiều lúc á, Sĩ Đức mặc là con người rồi. Sĩ Đức bây giờ Sĩ Đức làm súc vật không ạ? Không có chắc thua hả? Có xử lý. À, tập 4 mà, 2 ổn kết vừa. Banlist 2, Banlist sao nữa gì? Banlist 1 con, Banlist xài F 1 con thấp hơn rồi. Còn lại Orochi Banlist là xong lên được. Có giải 10 triệu sắp tới rồi.
Oh shit. Thứ 7 lần sau. Đúng quá, phải tìm bảy cách sau. Ờ. Thôi thứ 7 lần sau miễn luôn. Để phòng mặt. Biết chơi được. Thứ 7 với nhà bài trái. Có đánh đi léo lòng. Thứ 7 mới không? Có đánh đi léo lòng. Oh shit. Giờ phải mượn đất cấp. Đang ở đây giờ mẹ đi quay selfie để quay clip. Quay clip đất clip. Bắt kẹt. Con này là One Button. Để diễn tả kiệt ngô hồi nãy nè, có chàng kia thích quay tay, dàn phiêu xong quay cháy máy. Thôi thôi, tao đấu, tao đấu. Bạn thấy ai lộn mình. Nói một game đi á, được tấu hài một game đi á. Căng vãi liền. Ui giời ơi. Gái. Moment, ui giời ơi, dễ bái rồi. Có clip bị cái thằng nào á, nó xin lỗi mày tuổi gì rồi. Giờ sẽ nó đi trước rồi, không biết sao chuyện của anh. Cái đồng má nó nhận gì vậy? Đồ má, nó có mà lấy đôi cho con Vinh. Cái đồng má biết không có đúng rồi. Dead inside. Em rất nghĩ là để tao cũng lo là kiếm cái gì đó giờ tao bỏ sớm đó. Mẹ làm sao mà lấy 10 triệu gì sót mà đầu tư thêm mấy con 20 xin rồi. Sao á? No, kinh vậy. Hoặc là tự tin. Được. Thiệt là tự tin. Tự tin có cơ sở. Tự tin có cơ sở. Đây gọi là tự tin có cơ sở. Sao quay thủ nó sao lại thế? Thì rồi đi. Không, nhiều khi nó cầm được cái gì kiếm tay ấy, nhưng mà nó không chạy. Chịt cục. Nó màu đấm, nó màu đấm. Ủa mấy con này nó màu bự hơn. Oh,
bơi cá trắng. Ngàn bảy không? Đức livestream sáng tới chiều.
excellent. Xong xuôi hết rồi quay clip này rồi. Tối hả? Ờ. Ôi, cái gì á? Cái gì á? Cái gì á? Nhanh đi, đủ quán đi gì? Ủa rồi. Ủa cầm ray bờn, bố mày. Ủa, tóc bố là giống nhau rồi đúng không? Vậy xong rồi qua tôi quay clip hả? Tóc bố rồi. Cho đến chừng đó xong rồi. Mắt mệt quá. Đánh tiếp dưới kèo, đánh kéo lại luôn. Quay clip gì nè anh? Clip. Ủa vậy tầm cỡ mấy giờ đánh chung kết? Xong quay clip xong hết. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây xây dựng với một đai vợ thì sản có xây dựng là phải đất chơi ba bò bò.
Không có bông bò đúng ba mà. Bông bò auto 3. Ủa em tưởng bông bò giờ nó sao chỉ có chơi 1-2. Ủa này có bắn súng không anh? Có. Nhưng mà bán kết là 50 phút rồi. Thì kết đánh cùng với hạn thời gian. Đánh tới khuya tới tối rồi anh đánh tới giờ anh đánh được chồng đánh tới khuya tới chết cứ game đánh boy sai lầm thôi sao có bắt cóc thằng kề kề mấy bảo kề ở đây nhân viên bảo
con cũng có 1922 rưỡi giống nãy, 2:30 luôn phải không? Tăng luôn hả? Đi đến tin lắm, đi đến tin lắm mà thôi. Ba hàng chó rồi. Giờ có tin. Kiểu thắng thắng bên thế. Chào nghe lại ở đây cũng nhiều. Hai chào. Đừng có đụng vô đây nữa, rung cái bàn nè. Quá chị rung. Nãy giờ tao nói là đứng né ra cái khung này giùm cái đi. Tụi mày sao chạy? Đẹp chưa? Sao chạy là được? Sao chạy mới thắng? Mấy sao chạy là mấy sao gặp lại chuyện kiếm mấy sao nhiều này. Đúng quá hay không có thằng kia đó đúng mày. Đúng kia mà còn lại rồi đổi lại nữa. Chị Đức hả? Gấp kiểu ngủ.